kinh Đại Phật Đảnh Cô Cánh Kiên Cố và Mật Nhân của Như Lai về chư Bồ Tát Vạn Hạnh để tu chứng liễu nghĩa. Quyển 2, khi Ngài Khánh Hỷ và các đại chúng nghe lời dạy bảo của Phật, thân tâm của họ an nhiên, họ biết rằng từ vô thể đến nay đã đánh mất bổn tâm, thay vào đó là họ nhận làm duyên trần và hình bóng của sự nhận biết. Bây giờ họ đều khai ngộ, họ như những đứa trẻ thất lạc bỗng nhiên gặp lại mẹ hiền. Họ chấp tay đảnh lễ Phật, họ mong muốn được nghe Như Lai hiển lộ tánh tương phản của thân và tâm, cái gì là chân và cái gì là giả, cái gì là thật và cái gì là giả, cái gì hình thành rồi ngoại diệt và cái gì bất sanh bất diệt. Lúc bấy giờ vua Thắng Quân đứng dậy và thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, trước khi được Phật chỉ dạy, thở xưa con đã gặp ngoại đạo Hắc Lãnh Tiện Pháp và Đặng Thắng Bắt Tắc Tử, cả hai đồng nói rằng thân này sau khi chết sẽ hoàn toàn ngoại diệt và gọi là tịch diệt. Tuy nay đã gặp được Phật nhưng con vẫn hoài nghi, làm sao con chứng biết cái tâm này không sanh không diệt? Bây giờ ở giữa đại chúng nơi đây, các vị hữu lậu thảy đồng muốn nghe Đức Phật bảo. Này, bây giờ ta nay lại hỏi về thân thể hiện tại của ông. Thân xác thịt này của ông là đồng với kim cang, thường trụ bất diệt hay là sẽ biến ngoại hư diệt hay là sẽ biến đổi ngoại diệt? Thưa Thế Tôn, hiện tại thân này của con là sẽ biến đổi cho đến khi ngoại diệt. Đức Phật bảo: Này đại vương, ông chưa từng trải qua ngoại diệt thì làm sao biết mình sẽ ngoại diệt? Thưa Thế Tôn, thân của con là vô thường và sẽ biến đổi hư ngoại. Mặc dù chưa từng ngoại diệt, bây giờ con quan sát thì thấy từng niệm của con phai đi rồi niệm mới nói tiếp và cũng chẳng trụ, như lửa cháy thành tro rồi cũng tiêu tan và ngoại diệt chẳng ngừng. Qua đó con chắc chắn gần thân này sẽ diệt tận. Đức Phật bảo: Này đại vương, ông bây giờ đã già yếu, sức khỏe bây nhan mạo bây giờ của ông mà so với thời trẻ thơ thì như thế nào? Nhà vua thưa rằng: Thưa Thế Tôn, khi con là một đứa bé ở thở xưa, làn da mịn màng và tràn đầy sức sống cho đến khi trưởng thành, và bây giờ ở lứa tuổi già si, hình sắc khô héo, tinh thần lờ đờ, tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn nheo, và biết rằng và e rằng không còn nhiều thời gian cho con nữa, sức khỏe bây giờ làm sao sánh bằng thời trai trẻ chứ? Đức Phật bảo: Này đại vương, hình mạo của ông chẳng hốt nhiên thay đổi như thế. Nhà vua thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, sự biến đổi quá vi tế nên con khó nhận biết. Trải qua ba mùa nóng lạnh đổi giờ và dần dần con trở thành như thế. Vì sao thế? Bởi khi con 20 tuổi thì tuy gọi là thời niên thiếu, nhưng nhan mạo vẫn dạ hơn so với lúc 10 tuổi. Ở tuổi 30 thì suy yếu hơn so với lúc 20 tuổi. Và bây giờ khi đã 62 tuổi, khi con nhìn lại lúc 50 tuổi thì như thời cường sáng, cường tráng. Thưa Thế Tôn, nếu xem xét những biến đổi vì thế này thì con nhận biết rằng sự thay đổi dẫn đến cái chết không phải từ 10 năm đến 10 năm mà chúng phân chia thành từng giai đoạn nhỏ. Những biến đổi ấy xảy ra từ năm này sang năm khác, làm sao mà nó chỉ biến đổi từ năm này sang năm khác? Những sự biến đổi ấy cũng xảy ra từng tháng, làm sao mà chúng chỉ xảy ra từng tháng? Những sự biến đổi ấy cũng xảy ra từng ngày, và nếu ai tư duy kỹ họ sẽ thấy có những thay đổi không ngừng, có những sự biến đổi không ngừng trong từng niệm. Qua đó cho nên con chắc chắn rằng thân này của con sẽ biến đổi cho đến khi ngoại diệt. Đức Phật bảo:
Ông nay nhìn thấy biến hóa đổi dời không ngừng mà ngộ ra rằng mình sẽ ngoại diệt. Nhưng có biết rằng khi ông ngoại diệt thì có thứ bên trong ông mà sẽ không ngoại diệt với ông không? Nhà vua thưa rằng: dạ con thật không biết. Đức Phật bảo: ta nay sẽ chỉ cho ông biết thể tánh bất sanh bất diệt. Này đại vương, khi ông nhìn trong hằng lần đầu tiên là khoảng mấy tuổi? Nhà vua thưa rằng: dạ lúc lên ba, mẹ hiền của con đã dẫn con đến diện kiến thiên thần Trường Mạng. Khi đi qua một dòng sông, con liền biết đó là nước của sông Hằng. Đức Phật bảo: như ông vừa nói, khi ông 20 tuổi thì dạ yếu hơn so với lúc 10 tuổi. Ngày tháng năm trôi qua trong tuần điểm luôn có sự đổi giờ cho đến khi ông 62 tuổi. Hãy nghĩ xem, khi ông 3 tuổi đã thấy con sông đó, rồi đến khi ông 13 tuổi, nước của con sông đó như thế nào? Nhà vua thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, nó vẫn giống như hồi con 3 tuổi và bây giờ, và cho đến khi con 62 tuổi, nước của con sông đó vẫn như vậy. Đức Phật bảo: ông nay thương cảm cho mái tóc và khuôn mặt nhăn nheo của mình. Chắc chắn rằng khuôn mặt của ông bây giờ đã có nhiều nếp nhăn so với tờ trẻ thơ. Nhưng hãy nhìn lại con sông Hằng thị giác. Nhưng nay nhìn lại con sông Hằng, thị giác của ông có khác biệt gì so với thị giác lúc còn thơ ấu chăng? Nhà vua thưa rằng: dạ không, thưa Thế Tôn. Đức Phật bảo: này đại vương, tuy mặt của ông nhăn nhưng bổn tánh của thị giác thì chưa từng bị nhăn. Những gì bị nhăn thì sẽ biến đổi, những gì không bị nhăn thì sẽ không biến đổi, những gì biến đổi thì sẽ hoại diệt, những gì không biến đổi thì chưa từng có sanh diệt. Làm sao mà nó có thể bị ảnh hưởng bởi sự sanh diệt? Cho nên ông không còn phải lo lắng đối với lời nói của ngoại đạo, mịch đạo, ngu xá tử và những kẻ khác rằng thân này sẽ biến đổi cho đến khi hoại diệt. Khi nghe xong lời ấy, nhà vua tin nhận và biết rằng sau khi xả thân thì sẽ chuyển sanh. Lúc ấy nhà vua cùng các đại chúng đều vui mừng hớn hở và được điều chưa từng có. Lúc bấy giờ ngài khánh hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, chắp tay cung kính và thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, mặc dù thị giác và tính giác không sanh không diệt, thế thì tại sao Như Lai lại nói rằng chúng con đã đánh mất bổn nguyên của chính mình và làm những việc điên đảo? Kính mong Như Lai khởi lòng đại bi mà tẩy trừ trần cấu cho chúng con. Lúc bấy giờ Thế Tôn gũ cánh tay sắc vàng và làm cho những ngón tay có hình bánh xe hướng xuống, rồi bảo ngài khánh hỷ: ông vừa thấy ta làm thành thủ ấn, nó đang đảo ngược hay thẳng đứng? Ngài khánh hỷ thưa với Phật rằng: dạ thưa Thế Tôn, chúng sanh ở thế gian sẽ cho đó là đảo ngược, nhưng riêng con thì không biết cái nào là đảo ngược và cái nào là thẳng đứng. Đức Phật bảo: nếu người ở thế gian cho là đảo ngược, vậy cái gì mà người thế gian cho là thẳng đứng? Ngài khánh hỷ thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, họ sẽ cho là thẳng đứng nếu Như Lai dựng đứng cánh tay sắc vàng mềm mại như bông gòn và những ngón tay chỉ thẳng lên không trung. Đức Phật liền dựng đứng cánh tay và bảo ngài khánh hỷ: một khi những người ở thế gian nhìn thấy đầu đuôi thay đổi lẫn nhau thì họ sẽ bị mê loạn. Này khánh hỷ, nên biết rằng nếu thân thể của ông mà so với pháp thân thanh tịnh của Như Lai thì như so sánh thân chánh biến chi của Như Lai đối với thân điên đảo của ông vậy. Ông hãy quan sát tường tận, khi thân của ông so với thân Phật thì gọi là điên đảo, nhưng chính xác thì tánh điên đảo tìm thấy ở chỗ nào? Đến đây ngài khánh hỷ và các đại chúng đều trơ mắt nhìn Phật, mắt không hề nháy. Họ không biết
rằng tánh điên đảo được tìm thấy chỗ nào trong thân và tâm. Lúc bấy giờ Thế Tôn thương xót cho ngài Khánh Hỷ và các đại. Lúc bấy giờ Đức Phật khởi lòng từ bi và thương xót cho ngài Khánh Hỷ cùng các đại chúng. Với âm thanh từ bi, Đức Phật bảo khắp chúng hỏi rằng: các thiện nam tử, ta thường nói rằng tất cả các pháp tâm, tất cả sắc pháp, tâm pháp, các pháp thuộc tâm và những pháp khác đều do duyên khởi sanh, đều do duyên khởi sanh. Các pháp nương nơi duyên đều là sự nhận biết của tâm thân ông, và tâm ông đều hiện ở trong tâm nhiệm màu tinh khiết và trong sáng. Tại sao các ông lại đánh mất bổn nguyên nhiệm màu vi diệu minh tâm và bảo minh diệu tánh rồi nhận mê làm ở trong giác ngộ tinh thần hắc ám? Và tinh thần hắc ám tạo thành gỗng không hôn muội. Cái gỗng không hôn muội ở trong tinh thần hắc ám kết hợp với đèn tối hình thành sắc, sắc hợp tạp với lỗng vọng tưởng tạo thành thân duyên hội tụ ở bên trong dao động thân này và hướng sự chú ý ra ngoài. Chúng sanh cho rằng tướng của những hồn muội nhiễu loạn là tánh của tâm. Một khi mê lầm cho đó là tâm, chúng sanh sẽ bị mê hoặc và cho tâm ở trong sắc thân. Họ không biết rằng sắc thân và tất cả mọi vật ngoài thân như là sông núi đất đai đều bao hàm ở trong diệu minh chân tâm. Họ chỉ nhận thấy một bọt nước và bỏ quên cả đại dương mênh mông lắng trong. Họ nhìn thấy bọt nước trôi ở đó và cho rằng nó là toàn bộ nước của hải triều đang đẩy về nơi tận cùng của biển. Các ông ở trong mê muội lại càng si mê. Đây ví như sự điên đảo khi ta ngủ tay xuống không chút sai khác. Bởi vậy Như Lai mới nói rằng các ông thật đáng thương. Nghe được lời thăm sâu và từ bi cứu độ của Phật, ngài Khánh Hỷ Gơi lễ chắp tay và thưa với Phật rằng: khi nghe âm thanh vi diệu của Phật, con ngộ rằng tâm trong sáng nhiệm màu tinh khiết của con là bổn nguyên vi diệu thường trụ tâm địa. Nhưng với lời thành khẩn khát ngưỡng mà con giác ngộ qua pháp âm tuyên thuyết của Phật thì tức là con đang dùng pháp tâm, thì tức là con đang dùng tâm duyên đạt được tâm này. Con không dám cảm nhận đó là bổn nguyên tâm địa. Kính mong Thế Tôn khởi lòng từ bi mà khai thị âm thanh vi diệu để bạc trừ lòng nghi và dẫn về đạo vô thượng. Đức Phật bảo: các ông bây giờ vẫn còn dùng tâm duyên để nghe pháp, do bởi pháp cũng trở thành duyên nên các ông không ngộ pháp tánh. Đây ví như có người lấy ngón tay chỉ mặt trăng cho kẻ khác thấy. Kẻ đó do nhờ ngón tay chỉ đến nên nhìn thấy mặt trăng. Nhưng nếu họ lại nhìn ngón tay rồi cho đó là mặt trăng, chẳng những không thấy mặt trăng mà họ lại còn nhầm lẫn ngón tay của kẻ kia. Vì sao thế? Bởi họ cho ngón tay là mặt trăng trong sáng vậy. Không những họ nhầm lẫn ngón tay mà lại còn chẳng biết đâu là sáng và đâu là tối. Vì sao thế? Bởi họ cho rằng ngón tay là tánh trong sáng của mặt trăng và hoàn toàn chẳng biết tánh của sáng và tối. Ông thì cũng lại như vậy. Nếu cho rằng sự phân biệt pháp âm của ta là tâm ông, thì cái tâm này phải có tự tánh riêng
và tách rời khỏi âm thanh. Đây ví như có một du khách nghỉ đêm ở quán trọ, họ chỉ tạm dừng nghỉ rồi lên đường và không trú lại. Trái lại, chủ quán thì sẽ không đi đâu hết, bởi vì là người chủ của quán trọ. Vậy cũng tương tự như thế, nếu là nếu đó là tâm duyên của ông thì nó sẽ không đi đâu hết. Vậy thì tại sao khi tách rời khỏi âm thanh thì nó không có tánh phân biệt? Do đó chẳng những nó phân biệt âm thanh của ta mà nó cũng phân biệt dung mạo của ta, nó sẽ không có tánh phân biệt nếu lìa khỏi các sắc tướng. Cho dù những sự phân biệt dừng nghỉ phi mọi cảnh giới, phi sắc phi không, mà ngoại đạo, mịt đạo, ngu xá tử và những kẻ khác mê muội gọi là minh đế, thì cũng không có tánh phân biệt nếu lìa khỏi các cảnh duyên. Nếu mọi trạng thái não bộ mà đều có chỗ trở về thì làm sao gọi là chủ? Ngài Khánh Hỷ bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu mọi trạng thái não bộ đều có chỗ trở về, thế thì tại sao diệu minh nguyên tâm của Như Lai lại nói về không có chỗ trở về? Kính mong Thế Tôn khởi lòng từ bi mà diễn giải cho con. Đức Phật bảo: Này Khánh Hỷ, như hiện tại ông thấy ta với thị giác trong sáng nhiệm màu tinh khiết thì đó không phải là diệu minh nguyên tâm. Tuy nhiên nó được ví như mặt trăng thứ hai mà chẳng phải là bóng của mặt trăng. Ông này hãy lắng nghe, ta sẽ chỉ cho ông biết cái gì mà không có chỗ trở về. Này Khánh Hỷ, đại giảng đường này nằm ở hướng đông, do đó khi mặt trời mọc khắp giảng đường sẽ có ánh sáng rực rỡ. Nhưng nếu vào giữa đêm không trăng, không bầu trời bị mây hay sương mù che lấp, thì giảng đường sẽ đen tối. Nếu ai có thể thấy xuyên qua lỗ hổng của cánh cửa và cửa sổ như bức tường và ngoái che thì vẫn bị ngăn khuất ở nơi đâu mà cảnh vật có sự phân biệt thì gọi là các duyên, nhưng hoàn toàn trống rỗng thì gọi là hư không. Ở nơi đâu bụi bặm thì cảnh vật bị lu mờ, bầu trời quang đãng thì không khí trong lành và lại thấy mọi thứ một cách rõ ràng. Này Khánh Hỷ, ông đều đã nhìn thấy các tướng biến hóa đó, ta nay sẽ chỉ cho ông mọi thứ đều có bổn nhân để trả về. Cái gì gọi là bổn nhân? Này Khánh Hỷ, những biến hóa này, ánh sáng trả về mặt trời. Vì sao thế? Bởi sẽ không có ánh sáng nếu không có mặt trời. Nhưng bởi ánh sáng từ mặt trời nên ánh sáng sẽ trả về mặt trời. Đèn tối trả vào đêm không trăng, các lỗ hổng trả về cánh cửa và cửa sổ, sự ngăn khuất trả về bức tường và mái che, các duyên trả về sự phân biệt, trống rỗng trả về hư không, lu mờ trả về bụi bặm, trong sáng trở về bầu trời quang đãng, không một thứ gì mà có thể vượt ra khỏi những loại này. Khi thị giác nhiệm màu tinh khiết trong sáng của ông đối diện với tám loại đó thì nó sẽ trả về đâu? Vì sao thế? Bởi nếu trả về ánh sáng thì sẽ hoàn toàn trạng thái đen tối khi không có ánh sáng. Mặc dù ánh sáng đen tối và mọi thứ
thứ đều có sai khác, nhưng thị giác của ông thì không có sai khác. Những thứ gì mà có nơi trả về thì hiển nhiên không phải ông, nhưng những cái gì mà có nơi trả về nếu không phải ông thì là ai? Cho nên phải biết rằng tâm của ông là nhiệm màu tinh khiết và thanh tịnh. Ông chỉ tự mê muội và đánh mất bổn nguyên của chính mình, nên phải chịu luân hồi và phải chìm nổi trong sanh tử. Bởi vậy Như Lai mới nói rằng các ông thật đáng thương. Ngài Khánh Hỷ bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, tuy con đã hiểu tánh của thị giác không có chỗ trả về, nhưng làm sao con biết được đó là chân tánh của con? Phật bảo Ngài Khánh Hỷ: Này Khánh Hỷ, tuy ông chưa được thanh tịnh vô lậu, nhưng nương vào thần lực của Phật mà ông có thể thấy đến tận các cõi trời của cảnh thiền thứ nhất mà chẳng hề bị chướng ngại. Còn Bích Xu Vô Diệt thì thấy Châu Thắng Kim như nhìn trái xoài trong lòng bàn tay các vị. Còn Chư Bồ Tát có thể thấy 100.000 thế giới, không một quốc độ thanh tịnh nào biết khắp 10 phương Như Lai, nhiều như số tận cùng của những hạt vi trần mà họ chẳng thấy. Tuy nhiên chúng sanh thì không thể thấy rõ dù chỉ một phần của một tấc, dù chỉ một phần của một tấc, dù chỉ một phần của một tấc. Này Khánh Hỷ, này, dù chỉ một phần của một tấc, đây ví như này, như hiện tại ông và ta đang như ông như hiện tại ông và ta có thể thấy các cung điện của 4 vị thiên vương đang cư trú. Khoảng trống từ đây đến đó chúng ta có thể thấy muôn loại cảnh tượng, hoặc ở trong sáng hoặc ở trong tối, di chuyển trên đất, trong nước, giữa hư không, như không, tất cả mọi thứ đó đều gọi là trần cảnh, là kết quả của chướng ngại từ sự phân biệt. Ông hãy phân biệt những thứ đó, cái nào là ông và cái nào không phải là ông. Bây giờ ta hỏi ông, hãy tuyển chọn ở trong thị giác của ông cái nào là thể của ông và cái nào là cảnh tượng. Này Khánh Hỷ, cho dù ông dùng hết thị lực xa đến tận cung điện mặt trời và mặt trăng, những cảnh vật ấy cũng không phải là ông. Thậm chí ông quan sát kỹ càng xa đến tận 7 vòng núi vàng, mọi thứ ông thấy và cho đến muôn loại ánh sáng thì cũng chỉ là những cảnh vật và chúng đều không phải là ông. Lần lượt ông hãy quan sát mây trôi, chim bay, gió thổi, bụi bốc lên, cây cối, con người và động vật, tất cả đều không phải là ông. Này Khánh Hỷ, những cảnh vật dù gần hay xa đều có tánh sai khác đặc thù, nhưng tất cả đồng trong thị giác nhiệm màu trong sáng của ông. Tuy mọi thứ đều có tính sai khác, nhưng ở trong thị giác thì không có đặc thù. Cái nhiệm màu trong sáng tinh khiết ấy thật sự là thị giác của ông. Nếu chẳng phải là thế thì khi ông thấy cảnh vật cũng có thể thấy ông. Nếu cảnh vật và thị giác hỗn tạp như thế thì ta và ông cùng mọi thứ khác sẽ chẳng thể phân định rõ ràng.
Cho nên này Khánh Hỷ, khi ông nhận biết điều gì đó là ông chứ không phải là ta, thị giác của ông trùm khắp. Nếu nó chẳng phải ông thì là của ai? Tại sao ông lại nghi ngờ chân tâm của chính mình? Rồi chẳng tiếp nhận đó là chân mà lại đến hỏi ta cái gì là thật. Ngài Khánh Hỷ thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nếu đó thật sự là thị giác của con chứ không mà chẳng phải của ai khác, như khi con và Như Lai nhìn cung điện báo thù thắng của bốn vị thiên vương, tiếp đến là cung điện mặt trời và mặt trăng, rồi thị giác của con trải rộng và trùm khắp thế giới kham nhẫn. Tuy nhiên khi nhìn trở lại tịnh xá, con chỉ nhìn thấy giảng đường thanh tịnh ở trung tâm tự viện mà chẳng thể nhìn xuyên qua tường vách và mái che. Thị giác của con là như thế. Trước tiên nó trùm khắp một thế giới, rồi bây giờ chỉ vừa khích ở trong một căn phòng. Có phải thị giác của con từ lớn thu nhỏ lại, hay do bởi chia cắt bởi bức tường và mái che? Con chẳng biết lập luận nào của con ở trên là đúng. Kính mong Thế Tôn khởi lòng đại từ mà diễn giải cho con. Đức Phật bảo: Hết thảy vạn vật trên thế gian, dù nhỏ hay lớn, dù gần hay xa, tất cả đều trong thị giác. Ông không nên nói rằng thị giác của ông mở lớn hay ông không nên nói rằng thị giác của ông mở lớn hay thu nhỏ. Đây ví như khoảng thầy ví như khi ông nhìn vào khoảng trống ở trong hộp vuông, ta nay lại hỏi ông: khoảng trống mà ông nhìn thấy ở trong hộp vuông là hình vuông cố định hay chẳng phải hình vuông cố định? Nếu nó là hình vuông cố định thì khi ông bỏ vào một hộp tròn thì nó sẽ không trở thành hộp tròn. Nếu là bất định thì sẽ không thể có một khoảng trống hình vuông ở trong hộp vuông. Nói rằng ông chẳng biết lập luận nào của ông ở trên là đúng. Những gì ông nói về thị giác thì cũng có thể so sánh với những gì ta nói về khoảng trống ở trong hộp vuông. Sự thật, khoảng trống và thị giác đều chẳng có một vị trí. Này Khánh Hỷ, nếu khoảng trống ở trong hộp vuông chẳng vuông hay tròn thì ông chỉ cần loại bỏ cái hộp thì sẽ thấy bản thể hư không chẳng có hình dáng. Ông chớ nên nói rằng khi cái hộp đã được loại bỏ mà ông vẫn có thể trừ bỏ hình dáng khoảng trống của hộp vuông. nói rằng thị giác của ông nhỏ lại khi bước vào một căn phòng, thế thì tại sao khi ông nhìn lên mặt trời thị giác của ông chẳng thể mở lớn cho đến khi ngang bằng bề mặt của mặt trời? Nếu tường vách và mái che có thể chia cắt thị giác của ông, tường vách và mái che có thể chia cắt thị giác của ông, vậy thì tại sao khi khoét một cái lỗ trên bức tường mà lại chẳng thấy bất kỳ kết nối mà chẳng thấy bất kỳ dấu tích kết nối nào? Do đó các lập luận của ông đều không đúng. Tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay đã mê muội chính mình với những gì nhận biết. Họ đã đánh mất bổn tâm và bị trần cảnh làm lay chuyển, cho nên ở trong đó mà họ tính xem thị giác là lớn hay nhỏ. Tuy nhiên nếu có thể chuyển trần cảnh thì họ tức đồng Như Lai thân tâm bất động thường trụ viên mãn và là nơi giác ngộ. Bây giờ chỉ ở trên một đầu sợ lông là có thể bao hàm tất cả quốc độ khắp mười phương. Ngài Khánh Hỷ thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nếu thị giác này
thật sự là chân dắt của con. Thì bây giờ chân dắt này phải ở trước con. Tuy nhiên, nếu thị giác thật sự là chân tánh của con, thì thân và tâm hiện tại của con là vật gì? Bây giờ thân và tâm của con thật sự có sự phân biệt, còn thị giác của con thì không có sự phân biệt và chẳng nhận biết con. Nếu thị giác thật sự là tâm con và làm cho con bây giờ thấy được, thế thì tánh của thị giác thật sự là con, còn thân thể chẳng phải là của con. Làm sao việc này lại khác với lời trước đây của Như Lai nói rằng cảnh vật lẽ ra cũng có thể thấy con? Kính mong Thế Tôn Ngũ Lòng Đại Từ mà khai thị cho những kẻ chưa khai ngộ. Đức Phật bảo, điều ông vừa nói là thị giác ở trước ông là không đúng. Nếu nó thật sự ở trước ông thì ông cũng có thể nhìn thấy. Ở trong trường hợp đó thì thị giác của ông sẽ có một vị trí và có thể chỉ ra được. Này Khánh Hỷ, bây giờ ta và ông đang ở trong rừng cây chiến thắng, chúng ta có thể thấy khắp đường kênh gạch cây cối, xa xa là sông Hằng và cho đến mặt trời và mặt trăng ở trên cao. Nay ông đang ở trong tòa sư tử của ta, có thể đưa tay chỉ ra muôn loại cảnh vật như là cây cối, ánh sáng mặt trời, bức tường ngăn tre, hư không trống rỗng và cho đến cỏ cây to lớn hay chỉ bằng đường tơ chẻ tóc. Thì chúng đều có đặc điểm riêng, nhưng miễn là có thể chỉ ra được, nhưng điều miễn là có thể nhìn thấy thì đều có thể chỉ ra được. Này Khánh Hỷ, nếu thị giác của ông ở trước ông thì khi ông dùng tay chỉ vật nào đó nó cũng sẽ thì lẽ ra ông cũng thấy nó. Này Khánh Hỷ, nên biết rằng nếu thị giác đồng như hư không thì làm sao gọi là hư không? Nếu các vật đồng như thị giác thì làm sao còn gọi là các vật? Ông có thể nào phân tích tỉ mỉ và vạch ra bổn nguyên tịch diệu tinh khiết nhiệm màu trăng tương tự phương thức chỉ ra các vật rõ ràng và không nhầm lẫn? Ông có thể nào chỉ nó ra cho ta thấy chăng? Ngài Khánh Hỷ thưa với Phật rằng, thưa Thế Tôn, con đã nhìn, con hiện tại đang ở giảng đường trùng cát, có thể nhìn xa đến sông Hằng, mặt trời và mặt trăng. Con cũng có thể đưa tay chỉ ra mọi thứ mà mắt con nhìn thấy, tuy nhiên tất cả chỉ là cảnh vật, không một thứ nào là thị giác của con. Thưa Thế Tôn, đúng như lời Phật dạy, không chỉ riêng con đang ở trong bậc vô lậu, những vị thanh văn vô học cho đến những bậc chư Bồ Tát đều không thể phân tích vạn vật và chỉ ra một thị giác với một tự tánh riêng của nó mà tách rời khỏi cảnh vật. Đức Phật bảo, như thị. Đức Phật lại bảo, Phật bảo Ngài Khánh Hỷ, đúng như lời ông nói, nếu lìa xa khỏi cảnh vật thì sẽ không có một thị giác với một tự tánh riêng biệt. Giờ bởi hết thảy sự vật mà ông nhìn thấy đều không phải là thị giác của ông. Này ta sẽ giải thích thêm một lần nữa cho ông. Như ông và ta đang ngồi ở trong rừng cây chiến thắng, hãy nhìn thêm một lần nữa nơi cây cối, khu rừng, cung điện mặt trời và mặt trăng. Tất cả đều là muôn loại cảnh vật khác nhau, nhưng không một cái nào mà ông có thể chỉ ra là thị giác của ông. Ông hãy tiếp tục nghiên cứu có cái nào ở trong những vật này mà tách rời khỏi thị giác của ông chăng? Ngài Khánh Hỷ thưa với Phật rằng, dạ không, thưa Thế Tôn. Nếu cây cối tách rời khỏi thị giác của con thì làm sao gọi là thấy cây cối? Nhưng nếu đồng như thị giác của con thì làm sao cây cối gọi là cây cối? Nếu hư không tách rời khỏi thị giác của con thì làm sao hư không gọi là hư không?
Còn nếu đồng như thị giác của con thì chúng không còn gọi là hư không nữa. Sau khi tư duy kỹ thêm một lần nữa ở trong muôn ngàn hình tượng, con nhận ra rằng dù một vật cực nhỏ đi nữa cũng không tách rời khỏi thị giác của con. Đức Phật bảo: Như thị, khi nghe lời này của Phật, các đại những vị chưa đạt đến bậc vô học ở trong đại chúng đều mê muội và chẳng biết và chẳng hiểu về ý nghĩa cứu cánh. Họ thảy đều lo lắng và đánh mất những gì đang ôm giữ. Biết được tinh thần lo âu và hoảng hốt của họ, Đức Phật khởi lòng thương xót mà an ủi và bảo các chúng hỏi rằng: các thiện nam tử, đây là lời chân thật của vô thượng pháp Vương Như Lai, chỉ nói thật không điều hoa, không dối gạt. Tuy lời của Như Lai tuyên nói khác biệt với luận nghị minh đế của bốn loại bất tử mà phạm chí hoàng pháp và những ngoại đạo khác đang bôi cho lên thân, hay những phái ngoại đạo khác nói rằng các thiện nam tử, đây đều là lời chân thật của vô thượng pháp phương ta, chỉ nói lời thật không điêu hoa, không dối gạt. Tuy lời của Như Lai tuyên giảng cho ông khác biệt với luận nghị mơ hồ về bốn loại bất tử, nhưng các ông hãy nghiên cứu tường tận và tha thiết quý mến để xứng đáng với lòng thương xót của ta. Lúc bấy giờ ngài diệu các tường pháp phương tử đang ngồi giữa đại chúng, vì xót thương bốn chúng đệ tử nên liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chán chạm sát chân của Phật và thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, các đại chúng đều chẳng hiểu hai điều mà Như Lai hiển lộ, đó là thị giác tinh khiết cùng với những hình sắc và hư không là tương đồng hay chẳng tương đồng. Thưa Thế Tôn, nếu thị giác đồng như các duyên ở trước, như là hình sắc và hư không, như là hư không và những vật có hình sắc, thì chúng ta đáng lẽ cũng có thể chỉ ra được. Nhưng nếu thị giác tách rời các cảnh duyên thì chúng ta sẽ không thể nhận biết sự việc. Các đại chúng nơi đây đều lo lắng do chẳng biết ý nghĩa này sẽ đi về đâu. Đây tuyệt đối không phải là căn lành ở đời trước cản mộng. Kính mong Thế Tôn Ngũ Lòng Đại Từ mà khai thị chân thật, đại thị lời chân thật giữa cảnh tượng nhìn thấy và thị giác, và làm sao lại nói rằng thị giác chẳng tương đồng hay chẳng phải tương đồng đối với cảnh vật quán sát. Đức Phật bảo ngài diệu các tường và các đại chúng rằng: đối với mười phương Như Lai và chư Bồ Tát ở trong chúng hỏi, thị giác và các duyên của thấy cùng với các pháp thuộc duyên tựa như hoa đốm giữa hư không, bổ nguyên không chỗ có. Thị giác và các duyên vốn là tuệ giác viên mãn tánh tịch minh thể, thế thì tại sao ở trong giác ngộ lại có phải hay không phải? Này diệu các tường, bây giờ ta hỏi ông, nhưng ông là diệu các tường thì có chỗ nào là diệu các tường hay chẳng phải là diệu các tường chăng? Dạ không, thưa Thế Tôn, con đơn giản chỉ là diệu các tường, không một chỗ nào không phải là diệu các tường. Vì sao thế? Bởi nếu có chỗ nào là diệu các tường thì bởi nếu có chỗ nào không phải thì sẽ có hai diệu các tường. Bây giờ đâu phải con không phải là diệu các tường thật
thật sự không có tướng của phải hay không phải. Đức Phật bảo, Đức Phật bảo thị giác vi diệu trong sáng cùng với hư không và trần cảnh thì cũng lại như thế. Chúng là các duyên của tuệ giác viên mãn trong sáng nhiệm màu là sự nhầm lẫn. Nếu xem những việc của thính thủ thính giác, thị giác và các giác quan sát là nghiêng ghẻ. Đây ví như mặt trăng thứ hai, cái nào là mặt trăng thật và cái nào chẳng phải là mặt trăng thật. Này Diệu Cát Tường, thật sự chỉ có một mặt trăng, chúng ta không thể nói rằng đó là mặt trăng thật, còn kia là mặt trăng giả. Do bởi ông vẫn xem thị giác với trần cảnh nên muôn thứ khởi sanh, đó gọi là vọng tưởng, và ở trong và ông chẳng thể ở trong đó mà thoát khỏi chấp niệm của phải hay không phải. Vì chỉ cần tranh tánh nhiệm màu diệu tánh tinh khiết thì mới có thể khiến ông lìa khỏi chấp niệm của phải hay không phải. Ngài Khánh Hỷ liền thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, đúng như lời của Pháp Vương về tánh giác ngộ. Về tánh giác ngộ duyên duyên khắp mười phương, nhưng nó vẫn chạm nhiên thường trụ thể tánh bất sanh bất diệt. Thế thì làm sao lời này khác, thế thì lời nói này có khác biệt gì đối với luận thuyết minh đế của Phạm Chí Hoàng Pháp và những kẻ bôi cho lên thần hay những phái ngoại đạo khác nói rằng có chân ngã biến khắp mười phương. Thế Tôn cũng từng ở trên núi bảo danh diễn giải nghĩa này cho đại tuệ Bồ Tát và các vị bồ chúng rằng: Các ngoại đạo luôn nói về tự nhiên, còn ta nói về nhân duyên, đó không phải là cảnh giới của họ. Nhưng nay thì con thấy rằng tánh giác ngộ là nhân, là tự nhiên, không sanh không diệt, lìa xa tất cả hư vọng điên đảo, dường như chẳng sanh từ nhân duyên và là tự nhiên. Con chỉ mong Như Lai khai thị để con không còn ngơ vào tà kiến và được tâm chân thật với diệu giác minh tánh. Phật bảo Ngài Khánh Hỷ: Như ta vừa mới dùng phương tiện mà khai thị điều chân thật cho ông, nhưng ông vẫn chưa khai ngộ và nhầm lẫn tánh giác ngộ là tự nhiên. Này Khánh Hỷ, nếu thật sự tánh giác ngộ là tự nhiên thì lẽ ra ông cũng có thể phân biệt thể chất của nó. Giờ ông hãy ở trong thị giác nhiệm màu tinh khiết và trong sáng, ông nó dùng cái gì để tự thể? Thị giác này dùng ánh sáng để tự thể, dùng đen tối để tự thể, dùng hư không để tự thể, dùng ngăn che để tự thể. Này Khánh Hỷ, nếu dùng ánh sáng để tự thể thì ông sẽ không thấy đen tối, nếu dùng hư không để tự thể thì ông sẽ không thấy ngăn che. Tương tự như thế, nếu dùng tướng của đen tối để tự thể thì tánh của thị giác sẽ đoạn diệt khi ánh sáng gọi đến. Vậy thì làm sao ông có thể thấy ánh sáng? Ngài Khánh Hỷ liền thưa với Thật rằng: Thưa Thế Tôn, nếu là thế thì tánh giác ngộ này chắc chắn không phải là tự nhiên. Này con bây giờ khởi nghĩ rằng nó sanh bởi nhân duyên, tuy nhiên con vẫn chưa hiểu làm sao nghĩa cho tuy nhiên tâm con vẫn chưa hiểu. Kính hỏi Thế Tôn, làm sao nghĩa này khế hợp với lời nói trước đây của Phật về tánh nhân duyên? Đức Phật bảo: Ông này lại nói rằng nó sanh bởi nhân duyên. Nay ông nhân bởi gì mà nhận biết thị giác hiện tiền? Sự nhận biết của ông là nhân bởi ánh sáng mà có, là nhân bởi đen tối mà có,
sự nhận là nhân bở hư không mà có, là nhân bở ngăn che mà có. Này khánh hỷ sự nhận, này khánh hỷ nếu sự nhận, này khánh hỷ nếu sự, này khánh hỷ nếu sự nhận biết của ông nhân bởi ánh sáng mà có, thì lẽ ra ông sẽ không thấy đen tối. Sự nhận biết nhân bởi đen tối mà có, thì ông lẽ ra cũng không thấy ánh sáng. Tương tự như thế, nếu nhân bởi hư không hay ngăn che, thì đồng như ánh sáng và đồng như ánh sáng và đen tối. Lại nữa khánh hỷ, nếu sự nhận biết duyên bởi ánh sáng mà có, duyên bởi đen tối mà có, duyên bởi hư không mà có, duyên bởi ngăn che mà có. Nếu sự nhận biết duyên bở hư không mà có, thì lẽ ra ông cũng sẽ không thấy ngăn che. Nếu sự nhận biết duyên bởi ngăn che mà có, thì ông cũng sẽ không thấy hư không. Tương tự như thế, nếu duyên bởi ánh sáng và đen tối, thì đồng như duyên của hư không và ngăn che. Cho nên phải biết rằng sự hiện hữu của thị giác nhiệm màu trong sáng thì không lệ thuộc vào nhân hay duyên, và tánh của nó cũng chẳng phải tự nhiên hay chẳng phải không tự nhiên. Sự hiện hữu của nó không thể phủ nhận, nhưng đồng thời cũng không thể nói nó không thể phủ nhận. Sự hiện hữu của nó không thể xác định, nhưng đồng thời cũng không thể nói nó không thể xác định. Lìa khỏi các tướng, tức là tất cả các pháp, ngài khánh hỷ thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nếu tánh diệu giác chắc không lệ thuộc vào nhân hay duyên, thế thì tại sao Thế Tôn lại nói thường tuyên nói cho các vị bích xu rằng thị giác cần đủ bốn loại duyên, đó là ánh sáng, hư không, tâm và căn mắt? Nghĩa lý này là sao? Đức Phật bảo: Ta nói về tánh nhân duyên vận hành trên thế gian, đó không phải là chân lý cứu cánh. Này khánh hỷ, ta nay lại hỏi ông, khi những người thế gian nói là tôi có thể thấy, sao gọi là thấy, sao gọi là không thấy? Ngài khánh hỷ thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nhân bởi ánh sáng của mặt trời và mặt trăng và đèn đuốc, nên những người ở thế gian có thể thấy đủ mọi hình tượng, đó gọi là thấy. Nếu không có ba loại ánh sáng đó thì họ sẽ không thấy. Này khánh hỷ, nếu gọi là không thấy do chẳng có ánh sáng, thì họ lẽ ra cũng sẽ không thấy đen tối. Nếu thật sự thấy đen tối dù chẳng có ánh sáng tháng, thì sao gọi là không thấy? Này khánh hỷ, khi ở nơi tối không có ánh sáng thì gọi là không thấy. Vậy khi ở nơi sáng và chẳng thấy tướng của đen tối thì cũng nên gọi là không thấy. Như cho nên phải biết rằng cả hai trường hợp đều gọi là không thấy, đều gọi là không thấy. Cho dù ánh sáng và thị giác luôn phiên hiện hữu, nhưng thị giác của ông thì chưa từng dừng nghỉ. Cho nên phải biết rằng cả hai trường hợp đều gọi là thấy. Thế thì tại sao ông lại nói rằng thị giác của ông lại không thấy? Này khánh hỷ, nếu dùng chân giác để nhận không thấy, cho nên khánh hỷ ông cũng nên biết rằng khi ai đó thấy ánh sáng, sự nhận biết của họ hiện hữu không phải vì ánh sáng. Khi ai đó thấy đen tối, sự nhận biết của họ hiện hữu không phải vì đen tối. Khi ai đó thấy hư không, sự hiện hữu của họ không phải vì hư không. Khi ai đó thấy ngăn che, sự hiện hữu của họ không phải vì ngăn che. Nên biết sự hiện hữu của thị giác không phải
không phải là bốn trường hợp trên này Khánh, cho nên phải biết rằng nếu dùng chân giác để nhận biết thị giác của âm, thị giác chân giác thì chẳng giống thị giác, cả hai tách rời nhau, thị giác thì không bằng chân giác, làm sao mà ông có thể nói về nhân duyên tự nhiên và tướng hòa hợp chứ? Hàng thanh văn các ông chẳng biết và chẳng hiểu thông đạt thật tướng của thanh tịnh, ta nay sẽ giải thêm cho ông. Ông hãy lắng nghe và chớ mệt mỏi hay chảnh mãn trên con đường đến tuệ giác viên mãn. Ngài Khánh Hỷ thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, thì Đức Phật Thế Tôn đã tiền nói về nhân duyên tự nhiên tướng hòa hợp hay không hòa hợp cho chúng con, nhưng tâm con vẫn chưa ngộ. Nay lại nghe về cái thấy của thị giác không phải là chân giác thì chúng con càng mê muội. Kính mong Thế Tôn khỏi lòng đại từ mà khai thị con, mà ban thí con mắt đại trí tệ và khai thị cho chúng con để hiểu thêm về tánh nhiệm màu. Nhiệm màu. Khi nói xong lời ấy, Ngài Khánh Hỷ gơi lệ xót thương rồi đảnh lễ và chờ đợi để tiếp thọ thánh chỉ của Phật. Lúc bấy giờ Đức Phật thương xót cho Ngài Khánh Hỷ cùng các đại chúng và muốn diễn giải con đường vi diệu để tu hành, để dẫn họ đến tất cả chánh định của đại tổng trì. Này Khánh Hỷ, tất cả chúng sanh luân hồi ở trong thế gian đều do phân biệt vọng kiến của hai thứ điên đảo. Khi hai cái thấy sai lầm khởi sanh, chúng sanh phải luân chuyển theo nghiệp. Hai cái vọng kiến này là gì? Một, chúng sanh biệt nghiệp vọng kiến. Hai, chúng sanh đồng phần vọng kiến. Sao gọi là biệt nghiệp vọng kiến? Này Khánh Hỷ, ví như con mắt bị quầng đỏ của người ở thế gian, khi nhìn vào ngọn đèn ở buổi tối, chỉ riêng một mình họ thấy những vòng với ánh sáng chất chồng lên nhau. Ý âm nghĩ sao? Những vòng ánh sáng hiện ra ở xung quanh ngọn đèn ở buổi ban đêm là thuộc về thị giác của người, là thuộc về ngọn đèn hay thuộc về thị giác của người kia? Này Khánh Hỷ, nếu những vòng ánh sáng thuộc về ngọn đèn, vậy tại sao người không có mắt bị nhậm lại không nhìn thấy, mà những vòng ánh sáng chỉ ghi người có mắt bị nhậm mới thấy? Nếu những vòng ánh sáng thuộc về thị giác của người kia thì sự nhận biết của họ sẽ trở thành màu sắc. Vậy người có mắt bị nhậm thấy những vòng ánh sáng kia thì gọi là gì? Lại nữa, nếu những vòng ánh sáng chẳng thuộc về ngọn đèn, vậy người có mắt bị nhậm nhìn mọi thứ xung quanh như là bình phong, cái bàn, tấm chiếu thì lẽ ra những vòng ánh sáng cũng xuất hiện. Còn nếu những vòng ánh sáng thuộc về thị giác của người kia thì mắt của họ sẽ không nhìn thấy. Thế thì tại sao người có mắt bị nhậm lại thấy những vòng ánh sáng kia chứ? Cho nên này Khánh Hỷ, tuy màu sắc thật sự ở tại ngọn đèn, nhưng do mắt bị nhậm nên mới xuất hiện những vòng ánh sáng và sự nhận biết đều là do mắt bị nhậm, nhưng mắt bị nhậm không phải gọi là bệnh. Nói rằng ông không nên nói rằng
những vòng ánh sáng thuộc về ngọn đèn hay thuộc về thị giác của người kia, đầy ví như mặt trăng thứ hai. Nó là mặt trăng thật mà chẳng phải là bóng của mặt trăng. Vì sao thế? Bởi khi lấy ngón tay ấn vào mắt, người đó sẽ thấy hai mặt trăng. Người có trí sẽ không nói rằng mặt trăng thứ hai là kết quả của việc ấn vào mắt, là mặt trăng thật, là mặt trăng giả, hay thuộc về thị giác của người kia. Vậy cũng như thế, do mắt bị nhậm nên mới xuất hiện những vòng ánh sáng, nên ông có thể nói rằng những vòng ánh sáng chỉ thuộc về ngọn đèn hay chỉ thuộc về thị giác của người kia. Hà huống là có phân biệt chẳng thuộc về thị giác của người kia hay chẳng thuộc về ngọn đèn. Sao gọi là đồng phần vọng kiến này? Khánh Hỷ ở tại Châu Thắng Kim, ngoài nước biển lớn, trong đó có 3.000 châu lục, với một châu lục lớn nằm ở giữa từ đông sang tây. Các đại châu lục trải này trải rộng và có 2.003 nước lớn, còn các tiểu châu lục ở trong nước biển, trong đó có 200-300 quốc gia cho đến 1, 2, 30, 40, 50 quốc gia. Này Khánh Hỷ, nếu ở trong đó lại xuất hiện một tiểu châu lục với 2 quốc gia, và duy chỉ có nhân dân của một trong 2 quốc gia đồng cảm ứng duyên ác, thì chúng sanh của nước đó sẽ thấy những việc không cắt tường, như là họ sẽ thấy hai mặt trời, hai mặt trăng, hoặc nơi hai mặt trời và hai mặt trăng xuất hiện những vòng tròn hay nửa vòng tròn với màu trắng hay màu khác, hoặc họ thấy thiên thạch hay sao chổi bay xẹt bầu trời, hoặc ở bên cạnh hay bên trên bầu trời xuất hiện vầng năng lượng hình cung hay hình lỗ tai, hoặc những đường ánh sáng giữa bầu trời có muôn loại hiện tượng xấu xuất như thế. Duy chỉ chúng sanh ở trong nước đó mới thấy những hiện tượng đó, còn chúng sanh ở nước khác thì hoàn toàn chẳng thấy và chẳng hề hay biết. Này Khánh Hỷ, ta nay sẽ so sánh hai sự việc này để làm sáng tỏ cho ông. Này Khánh Hỷ, hãy xem xét biệt nghiệp vọng kiến của chúng sanh kia. Khi có ai với có mắt bị nhạm thì những vòng ánh sáng ở xung quanh ngọn đèn tuy có những cảnh vật như thế xuất hiện, nhưng những gì họ thấy là do mắt bị nhậm nên làm lao lực thị giác nên mới xuất hiện những vòng ánh sáng, cho nên phải biết. Tuy nhiên mắt bị nhậm thì sẽ vĩnh viễn không sai lầm. Này Khánh Hỷ, cũng như vậy, khi mắt của ông nhìn thấy mọi thứ như là sông núi, đất nước hay các chúng sanh đều là căn bệnh đã tồn tại ở trong thị giác từ vô thủy thị giác, và các duyên của thấy dường như hiện ra ở trước. Tuy bổn nguyên chân giác của ta trong sáng, nhưng thị giác và các duyên thì có sai lầm. Mặc dù sự nhận biết có sai lầm, nhưng giác nguyên của bổn nguyên minh tâm thì không có sai lầm. Đó là chân giác. Sự nhận biết của cái sai lầm thì không sai lầm. Nó thật sự là chân giác của sự nhận biết, không nên nhầm lẫn thị giác bình thường, thính giác hay các giác quan khác. Đúc kết lại mắt của ông cảm nhận ta chính bản
thân mình và 10 loại chúng sanh đều là cái thấy sai lầm, không phải là cái thấy sai lầm, không phải là đều là cảm nhận sai lầm, không phải là cảm nhận của cái cảm nhận sai lầm. Thị giác tinh nguyên chân thật của ta thì không sai lầm, do đó nó không phải là thị giác mà ta thường nói. Mặc dù vậy, hết thảy quốc độ, hết thảy chúng sanh hữu lậu cùng với quốc độ khắp mười phương, bao gồm thế giới tham nhẫn bốn nước lớn 3000 châu lục của châu Thắng Kim, thảy đồng tâm nhiệm màu trong sáng giác liễu, các duyên cần thiết để tất cả khởi sanh chính là hư vọng có bệnh ở trong thị giác, thính giác và các giác quan khác. Các duyên hòa hợp này hiện hữu, khi các duyên hòa hợp này hiện hữu thì chúng sanh và quốc độ hư vọng hình thành. Khi các duyên hòa hợp này không còn, chúng sanh và hư vọng diệt mất. Nếu có ai có thể xa rời các duyên hòa hợp hay không hòa hợp, họ tức sẽ diệt trừ tất cả nhân của sanh tử. Bây giờ họ sẽ viên mãn tuệ giác, chính là không sanh không diệt, thành tịnh bổn tâm và bổn giác thường trụ. Này Khánh Hỷ, tỳ ông hiểu rằng tánh của thị giác nhiệm màu trong sáng và bổn nguyên giác liễu không khởi sanh từ nhân hay duyên, và tánh của nó cũng chẳng phải tự nhiên. Nhưng ông còn chưa tỏ ngộ rằng tánh thị giác bổn nguyên giác liễu của ông vẫn chẳng phải do hòa hợp hay không hòa hợp. Này Khánh Hỷ, ta nay lại hỏi ông về trần cảnh ở trước mặt ông. Do ông bây giờ giữ vọng tưởng hòa hợp với các tâm nhân, với các tánh nhân duyên của mọi thứ trên thế gian, nên tự mình ngoài nghi rằng có phải tâm giác ngộ chứng đắc là do hòa chung mà khởi sanh chăng? Cứ cho điều ông nói là đúng vậy thì thị giác nhiệm màu trong sáng thường trụ là hòa chung với ánh sáng, là hòa chung với đen tối, là hòa chung với hư không, là hòa chung với ngăn che. Này Khánh Hỷ, nếu là hòa chung với ánh sáng thì tức này Khánh Hỷ, nếu hòa chung với ánh sáng vậy khi ông nhìn thấy ánh sáng hiện tiền thì nó hòa chung ở chỗ nào? Nếu ông có thể phân biệt tướng của thị giác, vậy nó có hình dáng ra sao khi hòa chung với ánh sáng? Nếu không phải thị giác thì làm sao ông có thể thấy? Nếu là thị giác thì làm sao thị giác thấy chính nó? Nếu tánh của thị giác viên mãn thì làm sao có nơi để hòa chung? Nếu ánh sáng đã viên mãn thì làm sao nó hợp nhất với ánh sáng của ông? Bởi thị giác và ánh sáng khác biệt, nó sẽ diệt mất chính nó nếu nó hòa chung ở trong ánh sáng. Còn nếu ánh ngược lại, ánh sáng sẽ mất đi tên gọi của nó nếu nó hòa chung ở trong thị giác. Tóm lại, nói rằng thị giác và ánh sáng hợp chung là không đúng. Hợp chung là không đúng. Này Khánh Hỷ, thị giác nhiệm màu trong sáng của ông là hợp nhất với ánh sáng, là hợp nhất với đen tối, là hợp nhất với hư không, hay là hợp nhất với ngăn che? Nếu là hợp nhất với ánh sáng thì tánh của ánh sáng sẽ diệt mất khi đen tối đến. Vậy thì làm sao ông có thể thấy ánh sáng khi mà thị giác chẳng hợp nhất với ánh sáng? Giả sử thị giác chẳng hợp nhất với đen tối mà hợp nhất với ánh
sáng. Vậy khi đêm tối đến, ông lễ ga cũng chẳng thấy ánh sáng. Nếu ông không thấy ánh sáng thì làm sao gọi là hợp nhất với ánh sáng? Thực tế ông vẫn có thể thấy ánh sáng và chẳng và biết đó chẳng phải là đen tối. Ngài Khánh Hỷ thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, này con lại suy nghĩ rằng thị giác nhiệm màu và bổn nguyên giác liễu của con chẳng hợp nhất hay hòa chung với các chuyên trần hoặc với tâm niệm si tư. Phật bảo Ngài Khánh Hỷ: Ông này nói rằng giác tánh của ông chẳng hợp, chẳng hòa chung hay hợp nhất với ánh sáng. Vậy thì giác nhiệm màu tinh khiết của ông là chẳng hòa chung với ánh sáng, là chẳng hòa chung với đen tối, là chẳng hòa chung với hư không, là chẳng hòa chung với ngăn che. Này Khánh Hỷ, nếu nó chẳng hòa chung với ánh sáng thì tức có một ranh giới giữa thị giác của ông và ánh sáng. Ông bây giờ hãy quan sát tường tận ánh sáng ở chỗ nào, thị giác của ông ở chỗ nào, ranh giới giữa thị giác của ông và ánh sáng ở chỗ nào. Này Khánh Hỷ, nếu thị giác của ông hoàn toàn không có trong phạm vi của ánh sáng thì ông cũng sẽ không biết ánh sáng ở chỗ nào. Thế thì ranh giới của chúng làm sao hành, làm ranh giới của chúng làm sao thế thì ranh giới của chúng làm sao tồn tại. Tương tự thị giác đối với đèn tối, hư không và ngăn che thì cũng lại như vậy. Này Khánh Hỷ, lại nữa Khánh Hỷ, nếu thị giác của ông là chẳng hợp nhất với ánh sáng, là chẳng hợp nhất với đen tối, là chẳng hợp nhất với hư không, là chẳng hợp với nhân ngăn che. Này Khánh Hỷ, nếu là chẳng hợp nhất với ánh sáng thì tánh của ánh sáng, tánh của thị giác và ánh sáng sẽ hoàn toàn chẳng tương quan. Đây ví như thị giác, thế ví như thính giác và ánh sáng chẳng tương quan, chúng chẳng bao giờ tiếp xúc với nhau. Nhưng như ông chẳng biết tướng của ánh sáng ở chỗ nào thì làm sao có thể nói rằng ánh sáng là hợp nhất hay chẳng hợp nhất. Tương tự thị giác đối với đen tối, hư không và ngăn che thì cũng lại như vậy. Này Khánh Hỷ, ông vẫn còn chưa hiểu tướng của hết thảy trần cảnh đều là nguyễn hóa. Chúng là tùy chỗ sanh ra và tùy chỗ diệt mất. Tánh của tướng của chúng thật sự là nguyễn hóa hư vọng, nhưng tánh của chúng ở trong diệu giác minh tâm. Có đến dân tướng của chúng có đồng diệu giác minh tâm. Chúng do nhân duyên hòa hợp mà khởi sanh, nhưng cũng do nhân duyên và cũng do nhân duyên hòa hợp biệt ly mà hư vọng diệt. Chúng do nhân duyên hòa hợp mà hư vọng sanh ra, và cũng do nhân duyên biệt ly mà hòa hợp diệt mất. Ông hoàn toàn không biết rằng mọi thứ sinh diệt và đến đi vốn là từ tánh chân như nhiệm màu thường trụ viên mãn. Cho đến năm quẩn 6 nhập 12 xứ và 18 giới thì cũng lại như vậy. Chúng do nhân duyên hòa hợp mà hư vọng sanh ra, và cũng do nhân duyên biệt ly mà hư vọng diệt mất. Ông hoàn toàn không biết rằng mọi thứ sanh ra, sanh diệt và đến đi vốn là từ tánh chân như chân bớm chân như nhiệm màu thường trụ tâm địa và bất động chu viên của Như Lai Tạng. Cho dù ông tìm cầu đến đi mê ngộ hay sanh diệt ở trong tánh
chân thường của Như Lai Tạng thì vĩnh viễn không thể được. Này Khánh Hỷ, này Khánh Hỷ, này này Khánh Hỷ là sao? Năm uẩn vốn là từ tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. Này Khánh Hỷ, ví như có người với đôi mắt trong sáng nhìn lên bầu trời quang đãng, chẳng biết vì nguyên nhìn lên bầu trời quang đãng họ chỉ thấy hư không và hoàn toàn không thấy gì khác. Giả sử chẳng biết vì nguyên nhân gì mắt của người ấy chẳng nháy và trừng mắt nhìn cho đến khi nhìn thấy những hoa đốm ở giữa hư không cùng với mọi hình tượng hỗn tạp và không có tánh và không có tướng chân thật, ông nên biết rằng sắc uẩn thì cũng lại như vậy. Này Khánh Hỷ, những hoa đốm này chẳng phải do từ hư không mà đến và cũng chẳng phải do từ mặt mà mắt sanh ra. Như thế Khánh Hỷ, nếu những hoa đốm này từ hư không mà có thì chúng sẽ vào lại hư không. Nếu có sự sanh ra và vào lại hư không thì nó không còn gọi là hư không. Nếu hư không chấm gỗng, nếu hư không chẳng phải gỗng không thì sẽ không thể dùng chứa hiện tượng sanh khởi hay diệt mất của những hoa đốm này. Đây ví như thân thể của Khánh Hỷ thì không thể dùng chứa một Khánh Hỷ khác. Vậy là ngược lại, nếu những hoa đốm này từ mắt sanh ra, nếu chúng là từ mắt sanh ra thì sẽ vào lại trong mắt. Tánh của thị giác, nếu tánh của những hoa đốm này từ mắt sanh ra thì chúng sẽ hợp chung ở trong thị giác của con mắt. Nếu chúng có thị giác thì khi từ con mắt ra khỏi, chúng sẽ có thể vào lại và nhìn thấy con mắt. Ngược lại, nếu chúng không có thị giác thì khi từ con mắt ra khỏi, chúng sẽ che lấp một phần hư không, rồi khi vào lại chúng che lấp nhãn lực. Do bởi nhãn lực của người ấy không thể che lấp, bởi người ấy thấy những hoa đốm, và chẳng phải trước đó chúng ta đã nói rằng người ấy thấy người ấy nhìn lên bầu trời quang đãng hay sao? Cho nên phải biết rằng sắc uẩn là hư vọng, nó vốn chẳng sanh từ nhân hay duyên và tánh nó chẳng phải tự nhiên. Này Khánh Hỷ, ví như có người với chung tay thả lỏng nghỉ ngơi và khắp toàn thân được an hòa, ngay lúc này người ấy bỏ quên thân thể của mình và chẳng phải vừa ý hay chẳng phải không vừa ý. Giả sử chẳng biết vì nguyên nhân nào người ấy cọ sát hai lòng bàn tay với nhau ở trong hư không, ở giữa hai lòng bàn tay của người ấy hư vọng sanh ra những cảm nhận thô ráp, nóng bỏng, ấm áp, lạnh giá. Ông nên biết rằng thọ uẩn thì cũng lại như vậy. Này Khánh Hỷ, những cảm nhận xúc chạm nguyễn hóa này chẳng do từ hư không mà có và cũng chẳng do từ lòng bàn tay sanh ra. Này Khánh Hỷ, nếu những hoa đốm này Khánh Hỷ, nếu hư không có thể tạo ra những cảm giác xúc chạm, thế thì tại sao thế thì lẽ ra những cảm giác xúc chạm này cũng đến từ thân thể, thế thì đâu hư không lẽ ra không nên lựa chọn nơi xúc chạm? Ngược lại, nếu những cảm giác xúc chạm này từ lòng bàn tay sanh ra thì lẽ ra không cần phải cọ sát hai lòng bàn tay với nhau. Lại nữa, nếu những cảm giác xúc chạm này từ lòng bàn tay sanh ra thì chúng cũng nhận biết được những cảm giác xúc chạm
đó. Rồi khi tách rời khỏi hai lòng bàn tay, những cảm giác xúc chạm sẽ vào lại cánh tay, cổ tay, rồi xương tay, và lẽ ra những nơi ấy cũng có thể nhận biết được tung tích của nó khi vào lại. Trong trường hợp đó, tâm cũng có thể nhận biết được nó khi ra khi vào. Đây ví như có một vật đến đi ở trong thân, thế thì đâu cần phải đợi có lòng bàn tay cọ sát để tạo ra những cảm giác xúc chạm. Này Khánh Hỷ, ví như có người chảy nước miếng khi nhắc đến trái mận chua, hay lòng bàn chân cảm thấy thốn khi nghĩ đến đang bước trên bờ vực thẳm. Này Khánh Hỷ, những trong trường hợp chảy nước miếng khi nhắc đến trái mận thì chẳng phải do trái mận thật hay do từ miệng của người kia. Như thế Khánh Hỷ, nếu chảy nước miếng do từ trái mận thật thì trái mận chịu trách nhiệm nhắc đến chính nó, thế thì đâu còn phải đợi người khác nhắc đến chính nó làm chi. Còn nếu chảy nước miếng là do từ miệng, thế thì cái vậy có nghĩa là cái miệng có thể nghe được, thế thì đâu cần lỗ tai làm chi. Vậy nếu chỉ riêng lỗ tai nghe được, thế thì lỗ tai cũng có thể tiết ra nước miếng. Còn về lòng bàn chân cảm thấy thốn khi nghĩ đến đang bước trên bờ vực thẳm, và trường hợp chảy nước miếng khi nhắc về trái mận chua, cả hai đều giống nhau. Cho nên phải biết rằng tưởng quẩn là hư vọng, nó vốn chẳng sanh từ nhân hay duyên, mà tánh nó chẳng phải tự nhiên. Này Khánh Hỷ, ví như các dòng chảy xiết những làn sóng nối tiếp nhau liên tục, những làn sóng ở sau sẽ không bao giờ bắt kịp những làn sóng ở trước. Ông nên biết rằng hành quẩn thì cũng lại như vậy. Này Khánh Hỷ, các dòng chảy xiết chẳng phải do từ hư không tạo ra, và cũng chẳng do từ nước mà có. Chúng chẳng giống như nước, nhưng chúng cũng không tách rời khỏi nước và hư không. Như thế Khánh Hỷ, nếu các dòng chảy xiết nhân bởi nước, nhân bởi hư không mà có, thế thì hư vô tận, hư không khắp thế giới, khắp mười phương sẽ trở thành những dòng chảy xiết vô tận, và tất cả đều bị nhấn chìm. Còn nếu các dòng chảy xiết nhân bởi nước mà có, thế thì tánh của những dòng chảy xiết và tánh của nước, tánh của dòng chảy xiết chẳng giống tánh của nước. Tánh các dòng chảy xiết và nước sẽ tách rời và nghiêng biệt. Ngược lại, các dòng chảy xiết cả giải xiết và nước giống nhau, thế thì khi nước lắng trong, nó sẽ không còn gọi là nước. Tuy nhiên, các dòng chảy xiết và nước không thể tách rời nhau, do bởi sẽ chẳng có dòng chảy xiết nếu không có nước. Các dòng chảy xiết cũng không thể tách rời khỏi hư không, do bởi chẳng có gì tồn tại ở ngoài hư không. Cho nên phải biết rằng hành quẩn là hư vọng, nó vốn chẳng sanh từ nhân hay duyên, và tánh nó chẳng phải tự nhiên. Này Khánh Hỷ, ví như có người lấy một cái bình gỗng rồi bịt nắp lại, người ấy nghĩ rằng đã chứa đầy hư không ở trong bình, rồi đi xa đến 1000 dặm để đến nước khác. Ông nên biết rằng thức quẩn thì cũng giống như vậy. Này Khánh Hỷ, hư không ở trong bình chẳng đến từ nơi khởi hành và cũng chẳng đến từ nơi đích. Như thế Khánh Hỷ, nếu hư không ở trong bình đến từ nơi đích, thì hư không ở điểm xuất phát sẽ bị thất thoát. Còn nếu hư không ở trong bình đến từ nơi xuất phát thì khi mở nắp và lạc bình xuống, đáng lẽ sẽ thấy hư không ở trong tuôn ra. Cho nên phải biết rằng thức quẩn là hư vọng, nó vốn chẳng sanh từ nhân hay duyên, và tánh nó chẳng phải tự nhiên.